Hóa ra, rác lại đẹp đến thế. Khó có thể nhận ra đây là những bộ trang phục làm từ bao tải dứa, vỏ lon, bìa các tông. Lại càng không thể tưởng tượng chúng được làm nên từ đôi bàn tay của những nhà thiết kế không chuyên chỉ mới 14 đến 16 tuổi. Tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết, nét vẽ trên nền bao tải. Hoa văn độc đáo, kiểu dáng đa dạng, sáng tạo. Vậy quy trình tạo nên những bộ trang phục độc lạ có 102 này như thế nào? Bọn em lấy cảm hứng lấy ý tưởng từ quốc hoa của Việt Nam là bông hoa sen. Nó rất là thanh thoát, thanh cao, thoát tục và giản dị, mộc mạc. Và nó tôn lên cái cốt cách của con người Việt Nam từ bao đời nay. Đó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ạ. Luôn vươn lên mình qua những lớp bùn hôi bẩn để tỏa ngát hương thơm. Thì khi mà mình làm đây mình tìm hiểu sâu vào trong, mình biết được nhiều cái về các dân tộc thiểu số hơn. Em cảm thấy đất nước Việt Nam rất là giàu về bản sắc văn hóa. Em nghĩ đây là một thứ tốt vì nó vừa kết hợp của một cái mà vấn đề hiện tại đang có là vấn đề về ô nhiễm môi trường và một vấn đề mà từ hồi xưa đến bây giờ mới có là vấn đề về sự lụi tàn của văn hóa. Em nghĩ là chúng ta nên kết hợp cả hai và nâng niu văn hóa truyền thống tốt đẹp và cũng bảo vệ môi trường. Ý tưởng ban đầu của bọn em là đó là hai hình ảnh rồng và phượng, là hai con vật thiêng liêng, là sự tượng trưng cho cái sự phát triển hưng thịnh của thời nhà Trần, kể về mặt kinh tế, văn hóa và chính trị. Và ngoài ra còn có hai hình ảnh đó là bánh xe chuyển Pháp Luân và bông hoa sen trên mũ của cả hai người. Thì đó là cái biểu tượng Phật giáo và nó tượng trưng cho sự hưng thịnh của Phật giáo trong thời kỳ nhà Trần. Đặc biệt nhất đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ạ. Bao tải bọn em lấy ra ấy để bọn em ấy thành quần áo ấy ạ. Và gỗ và vải cốt tông ạ. Bọn em chỉ dùng những đơn giản thôi. Tại vì bọn em muốn đơn giản nhất có thể ạ. Bọn em muốn là mình vẫn luôn giữ được phẩm chất của người Việt Nam. Với khối óc sáng tạo và sự nhiệt huyết, tài năng của tuổi trẻ, các bạn khóa sinh khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023 đã đem đến một màn trình diễn mãn nhãn. Áo tứ thân thướt tha, yêu kiều, tinh hoa văn hóa kinh Bắc xưa, hào hùng nét đẹp trang phục mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân, duyên dáng, đậm đà bản sắc trang phục dân tộc, hào khí Đông A tráng kiện của trang phục thời Trần, trang phục truyền thống của những liền anh, liền chị quan họ, áo dài tràn hòa với thiên nhiên, hiền hòa, đôn hậu, đậm chất tình của chiếc áo bà ba, tỉ mỉ cầu kỳ với những đường nét tinh tế của trang phục tuồng, treo, cải lương. Chắc hẳn đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong thời xuân của các bạn trẻ. Không biết các bạn ấy cảm nhận thế nào nhỉ? Thật sự là khi mà làm cái này trong vòng 5 ngày thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà mình được khoác lên một cái trang phục mà nó gọi là vĩ đại và hùng vĩ như thế này. Em cảm thấy bộ này nó rất là hoành tráng đối với em. Về cái thông điệp này thì là ban đầu em cũng là chỉ là đến đây lần đầu nên là em vẫn chưa quen biết gì cả. Thì qua những cái sự kiện này mà làm cho lớp Phượng Đỏ chúng em có thể gắn kết lại với nhau, có thể đồng bộ lại những con người ở đây để có thể tạo ra những bộ trang phục này. Có thể nói rằng Sư Hữu đánh giá tất cả các con, các lớp rất tài năng. Cái sự ô nhiễm này chính do con người của chúng ta. Cho nên sư phụ muốn tuổi trẻ các con là những người phải yêu quý và biết bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường để cho trái đất của chúng ta được trong sạch, để cho thiên nhiên đúng nghĩa với thiên nhiên. Các con được sống trong một cái môi trường lành mạnh, trong sạch, được hít thở những cái bầu không khí rất tươi mát của mẹ thiên nhiên này. Sư phụ rất mong qua chương trình hôm nay thì cái bức thông điệp bảo vệ môi trường sẽ được lan tỏa. Thứ nữa là trong chương trình lại giúp cho các con học về lịch sử, tìm hiểu về lịch sử, về văn hóa, truyền thống của dân tộc. Và mong các con là những người sẽ hiểu sâu về lịch sử của đất nước, về truyền thống của cha ông, của dân tộc chúng ta, để các con là người sống biết nhớ cội, nhớ nguồn và phát huy truyền thống tốt đẹp, yêu nước và giữ gìn đất nước của dân tộc chúng ta. Sư phụ thay mặt cho ban giám khảo chúc mừng tất cả các con. Tất cả các con đều rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đến giờ thì các bạn đã hiểu tại sao rác lại đẹp đến thế chưa ạ? Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Mong rằng gần 6.000 bạn khóa sinh sẽ tiếp tục sáng tạo, biến rác thành hoa, tô điểm cho môi trường sống xanh sạch đẹp hơn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp lưu truyền bao đời nay của dân tộc.